Và chào mừng mọi người đã quay trở lại với cái channel của mình nha. Mình lại tiếp tục cái con game Wolfenstein 2 đây. Lúc này là bọn mình phát hiện được cái bà Irene đang ở trên cái đài phát thanh truyền hình ấy. Trong cái phòng đài phát thanh á. Giờ mình sẽ tới để mình hỏi chuyện, nói chuyện với bà ở đây. Ở cái phần trước mình nhớ là mình chiến đấu với cái ông Deadhead trong cái bộ giáp. Phải nói là cực kỳ khó khăn luôn. Mình nghĩ chắc lần này mình cũng phải te tua giống vậy anh em ơi. Hình như bà ấy kìa. Sao không bắn bả đi trời, làm gì trời. Mà anh về đi đâu đây? À, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Mình nhảy qua đây nè. Ủa? Ủa sao nhảy không được ta? Hay là mình phải đi bên đây? Trời ơi! Đúng rồi game. Vãi. Sợ thật sự. Ờ kìa. Ủa sao nó chỉ mình bên đó ta? À chui qua đây, chui qua đây, chui đây. Mấy người này ngồi coi như đúng rồi luôn, không biết gì luôn anh em ạ. Trời trời trời. Có lộ không vậy? Cái tiếng máy nó to to đùng vậy luôn mà không ai nghe hả? Ủa? Ủa? À, cái này khán giả bằng hình anh em à, chứ không phải người thiệt. Trời ơi. Ủa cái bà này sao bà thích tự sướng vậy? This needs to happen up close. For you, Caroline. Sao chỗ này mình thấy ít đến canh của ta? Có khi nào là cái bẫy không biết. Ôi trời. Oh man. Trời. Ô má ơi. Mình chưa thấy cái thể loại game bắn súng. Ô mẹ ơi. Mình chưa thấy cái thể loại game bắn súng nào mà nó kinh dị vãi đái luôn anh em ạ. Trời đủ. Lúc này đang trên truyền hình trực tiếp luôn hay sao á. Cái kiểu như lúc này là mấy người này sẵn tiện sẽ kêu gọi đồng bào đứng lên chống xích Đức nè. Lên nén phát xít Đức nè, là kêu gọi những người khác đứng dậy, kiểu như đứng dậy khởi nghĩa. Ủa? Trời ơi, đừng nói với mình vậy là xong rồi nha. Trời, sao tập cuối tào lao vậy? Trời ơi, từ đầu trận tới giờ mình sắp mặt biết bao nhiêu nhiệm vụ, biết bao nhiêu lần, cuối cùng giết cái bà chùm này một cách phải nói đơn giản vậy luôn hả? Nói bù đì đẹp dưới trời. Ôi, hình như là hết game thật kìa anh em ạ. Đùa mình chứ. Ê, đùa gì không vui nha. Bây giờ mình bấm skip qua được nè. Lúc này đang phát sóng cho trực tiếp luôn nha anh em nha. Trời, vậy là giết cái bà đó chứ mặt biết bao nhiêu người luôn. Mình nhớ cái hơi cái
cái tập mà cái thằng Laskowitz, nhân vật của mình bị sử tử chặt đầu á, rất là nhiều người xem luôn á. Chắc là đang phát sóng trực tiếp cho những cái người đó xem.